Chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe máy Hòa Bình Minh. Và bây giờ cũng đã là tháng 12 rồi, chỉ còn đâu đấy khoảng là 70 ngày nữa thôi thì cái Tết âm lịch và Tết dương lịch của chúng ta cũng sắp tới rồi. Thì chắc chắn là các bạn hiện tại đang mong muốn là tìm một chiếc xe Honda đúng không? Thì trong clip này thì Trung sẽ báo giá xe máy Honda ở khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc nha. Và các bạn đừng quên là nếu như có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với trực tiếp với mình theo số điện thoại là 0965 050 386, và mình có dùng Zalo ở số điện thoại này nha. Rồi, tiếp đầu tiên thì mình sẽ báo giá về những dòng xe gọi là thấp tiền đi. Thì hiện tại đây mình vừa chuẩn bị giao là 3 chiếc xe Honda Wenfa đấy, cho những khách hàng rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Thì Wenfa thời điểm hiện tại đang có rất là nhiều màu. Thì những cái màu như kiểu là màu xanh này, màu đỏ này, màu trắng này, thì bên cửa hàng mình đang để mức giá cho các bạn chưa bao gồm phí đăng ký biển số xe là 18 triệu các bạn nhé. 18 triệu đấy. Nếu như các bạn muốn lắp thêm một vài cái bộ phụ kiện như là ốp rè trước rè sau hoặc là ốp đèn hậu cũng như là giá đầu hàng như này thì giá dao động là tầm từ 300.000 đến 400.000 nha các bạn. Dán ni lông bên mình cũng sẽ là dán ni lông chống xước thêm cho xe. Rồi, còn nếu như anh em mua xe Wenfa màu đen nhám thì giá là 19 triệu nha các bạn ơi. 19 triệu cho màu đen nhám. Còn riêng các màu như thế này là màu xanh, màu đỏ, màu trắng thì giá là 18 triệu thôi. Mua xe Wenfa trả góp thì trả trước cho Trung là khoảng là 5 triệu đồng là các bạn mua xe trả góp được rồi nha. Thủ tục chỉ cần là căn cước công dân hoặc là và phải trên 18 tuổi nha các bạn ơi. Đấy, và Trung đang báo là giá xe tháng 12. Nhưng để tốt nhất thì các bạn cứ liên hệ trước với Trung và mình sẽ báo giá trực tiếp là thời điểm hiện tại nhá. Vì giá xe mình báo ngày hôm nay là ngày 1 tháng 12, thì biết đâu khi các bạn gọi điện cho Trung thì lúc đấy giá xe có thể thay đổi, tăng hoặc là giảm nha các bạn. Đây, Honda Future này. Rất nhiều các bạn trong những clip trước hỏi mình là cửa hàng có bán Future không, thì cửa hàng mình bán nhá. Giá Future giá dao động là từ khoảng từ 32 cho đến 33 triệu nguyên xe cho các bạn nhá. Bản vánh đúc này khoảng hơn khoảng 33 triệu này. Đây, màu đỏ đen này. Cái bản vành nan thì nó rơi vào khoảng là 32 triệu nha mọi người ơi. Rồi, tiếp đến là Honda Vision đi. Trời ơi, Vision thời điểm này giá rẻ quá các bạn ơi. Những ai mà thường xem những clip livestream của mình á, thì những clip trước thì mình báo toàn giá khoảng 38 triệu 500 cho đến 39 triệu thôi. Nhưng ở cái thời điểm này thì Vision màu xám giá đã giảm rồi, nó chỉ dao động vào khoảng là 38 triệu nguyên xe thôi. Đăng ký thành phố là 3 triệu, đăng ký ở huyện là khoảng 1 triệu 500 thôi các bạn nhá. Đây, Vision màu xám này. Ai thích lắp thêm mặt nạ như thế này cảm giác nó giống SH hơn thì các bạn có thể ấy nha, mua nha. Cái bản màu xám xi măng này thì vành xe của nó sẽ là màu đen luôn. Với phiên bản Vision này, ai có chưa đủ tài chính này, mua xe trả góp trả trước cho mình 10 triệu là nhận mang xe đi về rồi. Đây, lít này các bạn này, lít màu đen. À đi, sang bên này đi, bên này mình sẽ có nhiều xe Airblade và lít hơn. Đây, Airblade trước các bạn nha. Airblade 125 thời điểm tại có 3 màu là màu đỏ và màu xanh, thì giá của hai cái màu này nó khoảng là 40 triệu 500 thôi. Còn cái phiên bản màu đen nhám này thì giá là khoảng 43 triệu các bạn nhá. Đấy, chưa bao gồm phí đăng ký thành phố khoảng 4 triệu, đăng ký ở huyện khoảng 1 triệu 8 cho mình. Ở đây thì mình có lắp thêm một vài bộ phụ kiện thêm cho xe như là giá đèo hàng các bạn này. Đấy, khi mua xe thì các bạn sẽ không có thêm các bộ phụ kiện này đâu. Các bạn nhớ nha, một bộ phụ kiện này của xe nó dao động khoảng từ 2 đến 3 triệu. Đấy, các bạn có nhu cầu mua hay lắp đặt thêm thì cứ liên hệ cho Trung. Số điện thoại là mình đã được góc ghim ở góc trái màn hình rồi. Honda Lead đi các bạn ơi. Đây, Lead đây. Lead rất là nhiều các màu xe đẹp này các bạn này. Đây, Lead màu đen. Lead màu đen nhám này thì đang để giá cho các bạn khoảng là 42 triệu 500 thôi các bạn nhá. 42 triệu 500. Lead màu đen và màu bạc bằng tiền nhau. Thì chiếc xe này bên mình cũng đã lắp đặt thêm cho khách rồi. Và ngày mà khách hàng cũng chờ ngày đẹp để giao xe thôi. Thời điểm Tết đã cận kề rồi các bạn ơi. Đấy, một năm đi làm của chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền thì cuối năm chúng ta hãy chọn cho mình một màu xe nó gọi là phù hợp các bạn nhá. Top list này thì sẽ phù hợp với cả các cô, các chị hơn, hay là hơn là các anh. Giá các bạn nhớ nhá, 42 triệu 500 cho đến 42 triệu 700. Mua xe thì cứ liên hệ mình. Rồi, vào bên trong đi, đây là không khí bên ngoài nhá. Hôm nay thì toàn bên ngoài thì toàn bộ là các dòng xe mà bên mình đang chuẩn bị giao xe cho khách hàng thôi. Đây, bên trong này, khu vực list, khu vực Vision này các bạn này. Vision vàng kem đi anh em, Vision vàng kem giá nó chỉ đâu đó khoảng 38 triệu thôi. Bản này bản thể thao, vành bánh xe nó sẽ cao hơn một chút xíu á. Đây, màu Vision đặc biệt màu xanh này, màu này là khoảng 35 triệu 500 các bạn nhá. Nhớ này, mua xe trả góp trả trước cho Trung là từ 8 đến 10 triệu nha. Bạn nào đang xem cái livestream này ở trên Facebook á, thì cứ chủ động trực tiếp là kết bạn Zalo với em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn nha. Đây, Wenfa này, đây màu xanh này. Ở đây thì màu xanh này có hơi có một chút xíu đặc biệt này mọi người này. Màu xanh này sẽ có thêm là vành đúc. Đấy, thì bản vành đúc này giá để cho các bạn là 19 triệu 300 các bạn nhé. 19 triệu 300. Wenfa màu kem này cũng đâu đó khoảng là 18 triệu 500 đến 19 triệu thôi. Đấy, các bạn có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với Trung. Tiếp đến đi, là một vài dòng xe gọi là thể thao dành cho nam, dành cho các bạn nam này.
Winner X thời điểm hiện tại thì đang có mức giá là từ 33 cho đến 36 triệu cho các phiên bản là phanh CBS cũng như phanh ABS các bạn nhá. Trả trước cho chung cũng đâu đó khoảng từ 10 triệu đi để các bạn mua xe được rồi. Đây Vario này mọi người. Vario 125. Đấy, rất là nhiều anh em hỏi kêu gào mình hỏi là Vario 125 có hay chưa. Thì thời điểm này Honda Việt Nam có rồi nha. Có hai mẫu phiên bản cho các bạn là màu đen và màu xanh. Thì màu đen này là giá khoảng 41.500, còn màu xanh thì là giá 42.500 nha. Các bạn nhớ này, giá mình báo là chưa bao gồm phí đăng ký biển số xe. Vì vậy các bạn khi mua xe các bạn liên hệ với Trung, các bạn cứ báo cho mình là các bạn đăng ký ở biển số ở đâu thì mình sẽ báo thêm cả giá đăng ký biển số nha. Đây Vision màu đỏ này mọi người này. Vision màu đỏ này giá từ 32.500 đến 33 triệu các bạn nhá. Bạn nào thích vành đen như thế này thì cộng thêm cho mình khoảng 1.4 triệu nữa, khoảng 1.4 triệu nữa các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp. Vision đời năm nay thì nó sẽ thay đổi chút xíu. Các phiên bản cao cấp như là màu đỏ, màu trắng thì bằng tiền nhau. Yên xe của nó là màu nâu này. Đấy, bên mình cũng độ thêm một tay dắt màu đen này, bánh vành xe màu đen này, giảm sóc màu đen nữa các bạn này. Đấy, một cái em Vision màu này nó rơi vào khoảng là 34.500 các bạn nhá. Còn nếu như bản vành trắng khoảng 32.500 đến 33 triệu thôi. Ai quay màu trắng các bạn này. Vừa nãy mình báo rồi giá khoảng 18 triệu thôi các bạn nhá. Còn nếu như các bạn mua cái vành đúc như thế này, 19.300. Ok chưa? Anh em mua xe liên hệ với tớ nhá. Rồi, lít đi các bạn ơi. Lít trắng này khoảng 38.300, từ 38 đến 38.300. Thì các bác muốn biết giá chính xác thì liên hệ với tớ nhá. Rồi, Emblade 160 vừa nãy mình chưa quay cho các bạn thì mình quay thêm. Thì 160 này đang có giá dao động khoảng là từ 56 cho đến 57 triệu. Đấy, phiên bản là động cơ 160 có phanh ABS ở bánh trước nhá. Trả góp xe này thì trả trước cho mình khoảng là 12 triệu đi. 12 đến 13 triệu là các bạn mua xe trả góp rồi. Đấy, bạn nào ở thành phố Việt Trì hay là loanh quanh Việt Trì hay là ở tỉnh Phú Thọ các bạn mua xe trả góp thì cứ liên hệ với Trung nha. Trung sẽ hỗ trợ các bạn mua xe trả góp, làm hợp đồng online cũng được à. Rồi, tiếp đến là về SH đi các bạn này. Dòng xe cuối cùng mà mình gửi đến các bạn trong cái phiên livestream ngày hôm nay thì đấy chính là Honda SH Mode này, SHi cũng có này. Đấy, nếu như các bạn nào đang xem livestream này của mình mà nhắn tin mình chưa trả lời ấy, thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Hoặc là đấy, SH Mode này, thời điểm này SH Mode rẻ vãi chưởng luôn các bạn ơi. SH Mode thời điểm này giá 66.500 cho phiên bản thể thao, giảm từ 2 đến 3 triệu rồi ạ. Mình không hiểu tại sao tự nhiên thời điểm cuối năm giá xe nó rẻ như vậy. Các phiên bản như là tiêu chuẩn khoảng 59.500, nó bao gồm là màu đỏ và màu xanh. Đấy, phiên bản đặc biệt và cao cấp nó dao động khoảng là 64 cho đến 66 triệu các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp thì mình sẽ gửi ảnh thật của xe tại cửa hàng ha. SH đi, SH 125 CBS khoảng là 76.500, 76 đến 76.500. Bản ABS thì có giá dao động là khoảng 82 cho đến 83 triệu. Còn bản 160 là khoảng 93 triệu các bạn nhá. Duy nhất bên mình đang có thêm cả các màu như là màu đen nhám này. Đen nhám này của phiên bản 125 khoảng là 86 triệu. Còn đen nhám của phiên bản 160 thì giá dao động khoảng là 104 triệu các bạn nhá, 104 105 triệu. Mua xe trả góp SH thì giả trước cho Trung 125 khoảng là hơn 20 triệu đi, còn 160 giả cho Trung khoảng là 30 triệu đi thì các bạn sẽ mua xe trả góp được rồi nha các bạn. Thủ tục đơn giản thôi, căn cước công dân nha, là các bạn mua xe trả góp được rồi. Đấy, thì trong livestream này hôm nay thì Trung đang gửi cho các bạn rất là nhiều những dòng xe của Honda Việt Nam ở thời điểm tháng 12 này. Vì thế các bạn đang xem cái video này ở trên YouTube hay là xem livestream qua Facebook, có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại của mình là 0965 050386 và mình sẽ hỗ trợ mua xe cho các bạn ở tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là thành phố Tuyên Quang các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip livestream tiếp theo nha. Và các bạn nhớ liên hệ với Trung nha.